Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa ốc. Trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị điểm qua một số nội dung chính như sau. Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tăng mạnh. Ngắm pháo hoa Đà Nẵng từ cửa sổ căn hộ nhà mình. Quý vị đã theo dõi phần cuối của bản tin Địa ốc và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 vừa qua tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án F Home là công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng Dana Food đã tổ chức chương trình Best Seller về đích cùng F Home. Sự kiện nhằm giới thiệu 100 căn hộ khách sạn cuối cùng cũng là những sản phẩm đẹp nhất dự án F Home. Nhiều khách mời đã bất ngờ nhận được những món quà đặc biệt từ sự kiện này. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự kiện Best Seller nhằm cung cấp cho các sàn giao dịch của F Home những thông tin chi tiết về 100 căn hộ cuối cùng có view đẹp nhất dự án, cũng như khả năng sinh lời khi đầu tư vào loại hình căn hộ khách sạn vốn còn khá mới mẻ nhưng đang rất được ưa chuộng tại các thành phố du lịch, trong đó có Đà Nẵng. Trong chương trình về đích cùng F Home, chủ đầu tư công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng 100 căn view sông Hàn đẹp nhất Đà Nẵng với những chương trình nổi bật. Gồm có là chương trình thuê lại với lợi nhuận cao nhất là 13,5% một năm trong vòng 10 năm. Toàn bộ căn hộ được đầu tư theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại vị trí xem pháo hoa ven sông Hàn đẹp nhất Đà Nẵng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sản phẩm này, chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất, có lợi nhất và bền vững nhất cho khách hàng. Đây cũng là sự kiện khởi động cho lễ mở bán chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Lễ cất nóc dự án và tri ân khách hàng vào ngày 15 tháng 5 tới. Tại các sự kiện này, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà và các gói ưu đãi hấp dẫn. Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những chương trình nổi bật, gồm có chương trình khuyến mãi lớn nhất với 12 tỷ đồng, tương đương 10 căn hộ và 1 ký vàng 4 số 9, và chương trình hỗ trợ của ngân hàng SHB cho khách hàng 1 năm lãi suất vay ngân hàng khi mua căn hộ Condotel F Home View sông Hàn. Phát biểu tại sự kiện về đích cùng F Home, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, căn hộ khách sạn Condotel là loại hình bất động sản mới, phù hợp với sự phát triển chung của một thành phố du lịch như Đà Nẵng, vốn có tốc độ phát triển bất động sản cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Đây là một loại hình bất động sản mới, một cái loại hàng hóa bất động sản mà hứa hẹn cái lợi ích từ đầu tư nó rất lớn và lợi ích sử dụng nó cũng cao. Người ta có thể để sử dụng và người ta cũng có thể để cho thuê trong cái thời gian người ta không sử dụng. Và trao cái đó vào tay những cái công ty quản lý chuyên nghiệp. Thì tôi cho rằng đây là một cái yếu tố rất mới của thị trường bất động sản. Đây cũng là nhận định của chủ đầu tư Dana Food khi quyết định phát triển dự án F Home, đặc biệt nhắm đến đối tượng khách từ Nhật Bản. Thị trường Condotel tại Đà Nẵng mới phát triển trong vòng 1-2 năm nay. Và chúng tôi tin rằng đây là một trào lưu mới, một xu hướng mới phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Đà Nẵng là một thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam và có tầm cỡ quốc tế. Chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư một chuỗi khoảng 10 công trình như vậy để đáp ứng nhu cầu sắp đến của du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, đặc biệt là nhu cầu khách từ Nhật Bản. Dự án F Home sở hữu vị trí đắc địa khi nằm sát sông Hàn thơ mộng, chỉ cách trung tâm hành chính Đà Nẵng, khách sạn 5 sao Novotel hay điểm bắn pháo hoa trên sông Hàn chỉ bằng vài trăm bước chân. Nơi đây hội tụ tất cả lợi thế khi tích hợp tinh tế giá trị hàng đầu, từ nhà tư vấn, thiết kế, thi công cho đến quản lý tòa nhà. Khu căn hộ dịch vụ cao cấp tại Block A được thiết kế tối ưu từ 1 đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 62,8 đến 126m², được trang bị nội thất theo tiêu chuẩn Nhật Bản và do tập đoàn quốc tế K&B International Japan quản lý. Hiện F Home đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao cho khách vào quý 3 năm nay. Những nỗ lực của chủ đầu tư đã nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. Tôi quan tâm tới dự án này, thứ nhất tôi là nhà đầu tư. Vì cái dự án này nó nằm trong cái khu vực du lịch biển, thì tôi nhìn thấy thứ nhất là uy tín của chủ đầu tư, thứ hai tiến độ xây dựng, thứ ba là cái đơn vị vận hành khai thác. Do vậy khi tôi chọn tìm tới Đà Nẵng là cái dự án tôi thực sự hoàn toàn yên tâm, cái tiến độ xây dựng khá tốt, điều đó làm cho tôi đủ niềm tin để có thể tham gia với dự án cùng với chủ đầu tư. Tại sự kiện Best Seller về đích cùng F Home vừa qua, năm khách hàng may mắn nhất đã bất ngờ nhận được 5 chiếc điện thoại iPhone 6 từ chủ đầu tư. Điều này sẽ góp phần tạo động lực để khách hàng tiếp tục đồng hành cùng Dana Food trong các dự án kế tiếp trong tương lai.
Thưa quý vị, ngoài vị trí đắc địa, cơ sở vật chất đẳng cấp và tiện nghi, một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết cũng là một yếu tố không thể thiếu cho một không gian sống lý tưởng. Bởi cộng đồng này sẽ giúp gìn giữ các giá trị gia đình cũng như tạo lập một nền tảng vững chắc cho xã hội phát triển. Đây không chỉ là nhận định của các chuyên gia nghiên cứu về bất động sản, mà còn là cảm nhận chia sẻ của các cư dân. Và ghi nhận của phóng viên chúng tôi sẽ làm rõ hơn về nhận định này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo anh Nguyễn Nghiêm Trung, cư dân tương lai của khu đô thị Vinhome Central Park do tập đoàn Vingroup đầu tư, hoạt động cộng đồng không chỉ giúp gia đình anh giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, mà đây còn là dịp để họ làm quen với hàng xóm tương lai của mình. Ngoài ra, tại đây ban xây dựng và phát triển cộng đồng cũng như các câu lạc bộ văn thể Mỹ cho chủ nhân tương lai của Vinhome Central Park cũng được ra mắt ngay cả khi cư dân chưa dọn về ở. Hàng tháng, các cư dân và gia đình đều tham gia các hoạt động cộng đồng do chủ đầu tư tổ chức. Cứ mỗi sự kiện lại có một chủ đề khác nhau và hình thức tổ chức rất đa dạng. Gần đây nhất là chuyến trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome kéo dài 4 ngày 3 đêm. Chuyến đi này xuyên suốt từ Nam ra Bắc, đưa cư dân tương lai trải nghiệm những khu đô thị mang thương hiệu Vingroup, từ những khu đô thị của Vinhome tại Hà Nội như Royal City, Time City, Vinhome Riverside, cho đến trải nghiệm tuyệt vời tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Winter Resort Nha Trang trên đảo Hòn Tre thơ mộng. Chính những ưu đãi dịch vụ và khung cảnh thiên nhiên trong lành nên thơ này đã khiến anh chị và nhiều người luyến lưu. Với cái tour trải nghiệm mà dài ngày như vậy thì nó đưa chúng tôi hết từ cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay từ ban đầu khi bước lên máy bay đi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì đã được phi hành đoàn thông báo đây là một chuyên cơ dành riêng cho những cư dân tương lai của Vinhome. Đó là một niềm cái tự hào. Chỉ có những tập đoàn đẳng cấp và có tầm và có tâm giống như là Vingroup mới có thể làm được những chuyện đó. 6 tháng, 21 chuyến đi, gần 3.000 khách hàng là những con số ấn tượng khép lại chuỗi hành trình trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome. Chuỗi hành trình này cũng là một cơ hội gắn kết khách hàng để xây dựng nên cộng đồng Vinhome văn minh thân thiện. Bên cạnh chuyến hành trình trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome, các cư dân và gia đình còn được mời tham gia chuỗi những đêm tiệc gắn kết cộng đồng dành riêng cho cư dân các tòa, hay tham dự ngày hội vui trăng cùng Vinhome, nơi các em thiếu nhi có không gian thỏa sức sáng tạo cùng các trò chơi dân gian cổ truyền, chụp hình lưu niệm để lưu giữ những khoảnh khắc đáng quý bên gia đình trên con đường đèn lồng khổng lồ. Tôi rất là vui khi được tham gia cái chương trình gắn kết cộng đồng của Vingroup. Tôi được tham gia một buổi tiệc trong một khung cảnh rất là ấm cúng và trang trọng. Trong cái buổi tiệc này tôi có dịp gặp gỡ và làm quen với lại những hàng xóm tương lai. Và cái đêm tiệc cũng nói lên được cái sự chăm sóc tận tình của chủ đầu tư đối với khách hàng. Và tôi rất vui và hài lòng khi mua nhà của Vinhome. Và tôi cũng mong được chuyển về sớm để sinh sống ở đây. Với những tiện ích đẳng cấp cộng thêm sự chăm sóc cư dân tận tình của chủ đầu tư, Vinhome Central Park thực sự là chốn mong về cho mỗi cư dân sau những giờ làm việc căng thẳng. Tất cả tinh anh của hạnh phúc, sức khỏe, hưởng thụ, phồn thịnh và thăng hoa cho cuộc sống của gia đình bạn nay đã về đây cùng mái nhà The Golden Star. The Golden Star hình thành dựa trên yếu tố thuận lợi về vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng đồng bộ, thiết kế chăm chút, được phát triển bởi chủ đầu tư đặc biệt uy tín Hưng Lộc Phát. Tọa lạc ngay trung tâm quận 7, dự án kết nối với khu trung tâm và đô thị sầm uất bằng trục đường lớn Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Liền kề Phú Mỹ Hưng, The Golden Star đồng sở hữu đầy đủ các tiện ích công cộng tiên tiến trong bán kính 3 km như Crescent Mall, Vivo City, Lotte Mart, Victoria, tạo nên một tổng thể tiện ích hoàn chỉnh. The Golden Star có tầm nhìn lý tưởng về các khu đô thị hiện đại và năng động, cung cấp một thế giới nội quan đầy sang trọng cùng một môi trường sinh thái thông thoáng, tận dụng tối đa không gian mở, gió trời và ánh sáng tự nhiên. Dự án có thiết kế vườn treo xanh mát kết hợp cùng quy hoạch không gian sống hiện đại, lấp lánh ánh vàng bên dòng sông Cà Cấm, Thanh Bình, Thủy Đắc, Kim Sinh. Điểm nhấn phong cách tại The Golden Star chính là hồ bơi Skyview độc đáo cùng hệ thống điều chỉnh nhiệt độ thông minh, linh hoạt theo thời tiết. Cùng thổn thức với cảm giác vùng vẫy giữa đất trời bao la và đắm mình vào làn nước xanh không biên giới, giới hạn nếu có chỉ là bầu trời.
nhà sinh hoạt cộng đồng đẳng cấp 5 sao sẽ mở rộng hơn không gian kết nối gia đình và người thân. Cùng với khu thương mại dịch vụ được thiết kế theo phong cách không gian mở, thân thiện, phục vụ riêng cho quý cư dân, tôn vinh giá trị nhân văn của cộng đồng. Quản lý tòa nhà hiện đại cùng hệ thống giám sát an ninh 3 lớp bảo vệ tối ưu cuộc sống của quý cư dân. Căn hộ được bàn giao cùng với nội thất đẳng cấp, hoàn thiện chuẩn mực dưới sự quản lý dự án và tư vấn giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Atelier Cộng hòa Pháp. 478 căn hộ đều được thiết kế kiến trúc khoáng đạt, nội thất tinh tế, thực hiện bởi đơn vị thiết kế hàng đầu On & On Singapore. Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống nước lọc tại vòi đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp. Hãy cùng tận hưởng một cuộc sống tiện nghi với công nghệ hiện đại, an ninh tối đa và an toàn sức khỏe cho cả gia đình ngay tại The Golden Star. The Golden Star kiến tạo tổ ấm lý tưởng của bạn, cùng cam kết phát triển một cộng đồng nhân văn và bền vững. Tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị đến với chuyên mục thông tin mua bán bất động sản. Thông tin mua bán bất động sản vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin Địa ốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.